Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón tóc xù hay là tóc xoăn cho bé xinh xắn như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón nè. Đây là sợi tóc trên thân nón ha, mình sẽ móc trực tiếp luôn khi mà mình móc phần thân bên trong. Mẫu này thì các bạn có thể tăng giảm size và thay đổi màu phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Đầu kim này khi mà mình móc phần tóc nó sẽ giúp cho phần tóc của mình nó được nhẹ nhàng và nó không có bị quá cứng nè Khi mà nó săn lại thì nó không bị quá cứng Ngoài ra thì còn có thêm kéo cắt len nè Kim đánh dấu dùng để đánh dấu mũi móc Và thước chay dùng để đo size ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Để hoàn thiện được cái mẫu nón này thì mình sẽ chia hướng dẫn ra làm hai phần cho các bạn dễ hiểu hơn Phần đầu tiên là ở phần thân trong nè, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức móc cái phần thân trong cũng như là tăng giảm size cho phần thân nón. Khi các bạn đã nắm vững cho mình được công thức móc phần thân trong rồi thì mình sẽ tiến hành phối những cái sợi tóc lên trên cái công thức đó luôn. Nó sẽ giúp cho sợi tóc của mình cố định được ở một vị trí ha. Đầu tiên cần tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào vòng tròn vừa tạo này 5 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm. Có cho mình được 5 mũi móc đơn rồi, ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Và di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng đầu tiên. móc lên một mũi móc xích. Ta có được vòng đầu tiên với 5 mũi móc đơn tạo ra 5 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai, chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giơ kết thúc, móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tương tự chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân móc thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn và tương tự cho chân thứ năm chân cuối cùng ha cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng chân móc móc được đến cuối vòng rồi nè để ý cho mình ở sát cái mũi cuối cùng nó sẽ có một cái đường móc như thế này thì đây không phải là chân móc mà nó chỉ là cái chân của mũi dời kết thúc vòng đầu tiên ha ta sẽ không móc vào đó mà di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc thứ hai này móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng Ta hoàn tất được vòng thứ hai, tạo ra được 10 mũi móc đơn, có 10 chân móc cho vòng thứ ba rồi ha. Thì vòng thứ ba móc lên cho mình hai mũi móc xích. Từ vòng thứ ba trở đi thì mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để mình móc. Vòng thứ hai có 10 mũi móc đơn tạo ra 10 chân móc cho vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba móc cho mình chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc ha. Móc hai mũi kép đơn cùng chân móc tiếp tục chân thứ hai cũng móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ha chân thứ ba nè chân thứ tư móc hai mũi kép đơn chân thứ năm hai mũi kép đơn cùng chân móc chân móc thứ sáu tương tự hai mũi kép đơn Chân thứ 7 móc 2 mũi kép đơn. Tiếp tục cho chân thứ 8 móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Chân móc thứ 9 cũng móc 2 mũi kép đơn. Và chân móc thứ 10 là chân móc cuối cùng ha, cũng móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ 3 ha. Và các bạn cũng để ý cho mình ở sát đây nó cũng có một cái đường móc Nó cũng là cái chân của mũi dời kết thúc vòng thứ hai chứ nó không phải là chân móc nha Không móc vào đó mà móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ ba Vòng này ta sẽ có tổng cộng là 20 mũi kép đơn Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích Đến cái vòng móc thứ tư nè thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc, móc vào mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng ha. Cụm thứ hai nè. Một kép đơn, hai kép đơn cùng chân móc. Ta cũng có được cụm móc thứ hai như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến hết ha Kết thúc được vòng móc thứ tư mình sẽ tạo ra 10 cụm móc như thế này, tức là vòng này mình cũng tăng lên được 10 mũi móc ha. Và để kết thúc vòng thứ tư này hoàn chỉnh, các bạn đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đây xét tay nó cũng có chân của mũi dời nè, không móc vào đây mà móc vào chân mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời móc lên hai mũi móc xích khi tăng mũi như vậy thì để ý cho mình ở cái phần thân nón của mình nó sẽ có một cái độ cấp như thế này ha đến cái vòng móc thứ năm các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc ở bên trên nó vòng móc bên trên của mình có một mũi kép đơn lẻ xen hai kép đơn cùng chân móc thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình số mũi kép đơn lẻ này lên một chân tức ta sẽ có hai mũi mỗi chân móc cho mình hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn nè Có được hai mũi kép đơn vào hai chân liên tiếp rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Hai mũi mỗi mũ chân xen hai mũi cùng chân. Tăng hơn một mũi so với vòng bên trên. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối. Khi móc đến cuối thì cụm thứ 10 của mình nó cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng ha hai kép đơn mỗi chân xen hai kép đơn cùng chân móc. Thì vòng này mình cũng có tổng cộng là 10 cụm móc như thế này, tăng được 10 mũi cho vòng này ha. Và để kết thúc các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Độ rộng của phần thân nón nó sẽ rộng ra hơn nè. Và để ý cho mình cái hình dạng của phần thân nón ở bên trong, nó sẽ có một cái độ cúp như thế này, và cái độ cúp này nó cũng sẽ mất dần đi khi mà mình kết hợp phối cái sợi tóc mà mình móc luôn trực tiếp vào trong cái phần thân nón này thì cái sợi tóc nó cũng có cái độ giãn giúp cho cái phần thân nón này nó sẽ bè ra ôm sát được với cái phần đỉnh đầu ha. Tiếp tục đến cái hàng móc kế tiếp thì các bạn cũng làm tương tự giống như hàng móc mình vừa móc, tức là ta sẽ dựa vào cái hàng móc bên dưới nó. Hàng móc bên dưới nó sẽ là hai kép đơn mỗi chân, xen hai kép đơn cùng chân. Các bạn sẽ móc cho mình tăng cái số mũi kép đơn lẻ lên một mũi mình sẽ có 3 mũi mỗi chân xen 2 mũi cung chân ha móc tương tự cụm này cho đến cuối vòng sau đó các vòng móc kế tiếp thì cũng tương tự dựa vào hàng móc bên dưới của cái hàng móc mà mình đang móc và các bạn sẽ tăng cho mình số mũi kép đơn lẻ này lên từng mũi ha 3 mũi sau đó là 4 mũi 5 mũi 6 mũi và xen kẽ sẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc móc cho đến khi các bạn gặp cái phần thân nón lại và mình sử dụng thước dây để mình đo size nè xác định cho mình kích thước vòng đầu của size các bạn cần móc là bao nhiêu sau đó gặp đôi cái phần thân nón lại theo cái chiều này dùng thước dây và đo cho mình cái bề mặt cong mà mình vừa có được ở cái phần thân nón bên dưới nè các bạn có thể đo cho mình nè áp sát thước dây vào trong cái vòng cung này và đo cho mình bằng bao nhiêu rồi lấy kích thước đo được mình nhân đôi lên là mình sẽ ra được cái kích thước của cái vòng mà mình đang móc là bao nhiêu ha như vậy là mình vừa hướng dẫn được cho các bạn cái công thức để mình móc cái phần thân nón cũng như là tăng giảm size vừa với size đầu mà các bạn cần móc Bây giờ mình sẽ kết hợp cái phần hướng dẫn thứ hai là hướng dẫn móc sợi tóc luôn trên cái công thức móc thân nón này để hoàn tất được cái mẫu nón tóc xù này ha. Các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Theo như cái công thức móc mà thân nón mà mình vừa hướng dẫn ban đầu, vòng đầu tiên là 5 mũi móc đơn. Nên vòng đầu tiên của cái phần này các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc đơn. Và vòng này mình cũng có phối luôn một sợi tóc nè các bạn sẽ móc cho mình mũi móc đơn đầu tiên mũi móc đơn thứ hai mỗi sợi tóc nó sẽ cách nhau là một mũi móc nên từ cái mũi thứ hai này các bạn móc lên cho mình một cái độ dài của sợi tóc ha thì sợi tóc của mình nó sẽ tầm khoảng 7 cho đến 10 mũi móc xích 3 4 5 6 7 mình móc cho bé nhỏ nên sợi tóc của mình sẽ là 7 xích ha móc tiếp lên một mũi móc xích chân thứ bảy móc và đó hai mũi móc đơn cùng chân móc chân thứ sáu cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tương tự cho chân móc thứ năm móc hai mũi móc đơn chân móc thứ tư móc hai mũi móc đơn chân móc thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn chân thứ hai móc hai mũi móc đơn 6 chân móc mỗi chân 2 mũi móc đơn tạo độ xoăn của sợi tóc rồi thì còn lại một chân móc cuối cùng thì cái chân móc này các bạn chỉ móc cho mình một mũi móc đơn vào chân móc này thôi ha ta có được một cái sợi tóc có một cái độ xoăn như thế này tùy vào cái sở thích của các bạn mà các bạn có thể tăng giảm size cho sợi tóc này ha và để kết thúc sợi tóc này để ý ở cái chân của mũi móc đơn thứ hai ta móc vào vòng tròn đầu tiên đây là chân móc của nó nè nó sẽ có hai cái đường móc một đường móc nằm ở bên trong và một đường móc nằm ở bên ngoài thì kết thúc cái sợi tóc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên ngoài của chân móc mà mình vừa móc đó móc vào đây một mũi dời mũi dời này các bạn kéo vừa thôi nha khích lại nè đã hoàn tất được sợi tóc tiếp tục là mũi móc đơn thứ ba và vòng tròn đầu tiên móc đơn thứ tư mỗi sợi tóc của mình nó sẽ cách nhau là một chân móc nên các bạn có thể gây nên cho mình ở cái chân thứ tư này thêm một sợi tóc tương tự nhưng do cái vòng đầu tiên của mình có 5 mũi nên để chia đều các bạn móc luôn cho mình mũi móc đơn thứ năm sau đó ta sẽ gây nên một sợi tóc ở cái chân móc thứ năm này móc lên 7 mũi móc xích có được 7 mũi rồi lên một xích sau đó móc lần lượt vào 6 chân đầu tiên mỗi chân làm một mũi móc đơn ha chưa cho mình ra chân cuối cùng nha móc được đến chân cuối cùng thì móc vào đó một mũi móc đơn ở chân cuối cùng. Ta kết thúc đâm kim vào cái đường móc nằm bên ngoài của cái chân mà mình vừa móc á, là cái chân thứ năm ha. Móc vào đường bên ngoài một mũi dời. Thì cái vòng đầu tiên của mình có năm mũi móc đơn đã đủ được công thức rồi. Từ đây ta sẽ di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là vòng đầu tiên của mình hoàn tất và sẽ tạo ra được tổng cộng là hai cái sợi tóc ha, hai cái sợi tóc đối xứng nhau nè. Đến vòng móc thứ hai thì theo như công thức mỗi chân là hai mũi móc đơn tạo ra 10 mũi móc đơn cho vòng thứ hai. Thì các bạn cũng làm tương tự, móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn nè. Do là mỗi sợi tóc nó cách nhau là một chân móc nên ở cái chân thứ hai mình sẽ móc lên một sợi tóc ha. 7 mũi nè, lên một xích nè. 6 chân đầu tiên mỗi chân 2 mũi móc đơn. Chân cuối cùng xét phần thân nón thì chỉ một mũi móc đơn ha. Sau đó kết thúc đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc mũi đó móc vào đó một mũi dời vào đường nằm bên ngoài nha tiếp tục chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc cái chân thứ hai là mình móc cái mũi dời kết thúc của sợi tóc này nè thì các bạn sẽ móc luôn rồi mình vào chân móc nha tức là ở phía sau của cái sợi tóc này nè ta sẽ có cái chân móc móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn các bạn cứ để ý cho mình ở cái sợi tóc của mình á thì ở phía trước nó là một chân móc và ở phía sau nó là một chân móc nha hai mũi móc đơn rồi nè mỗi sợi tóc cách nhau là một chân móc nên từ cái chân thứ hai này tạo một sợi tóc tương tự sau đó tiếp tục chân thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn và chân thứ ba này nó sẽ nằm ở phía trước của sợi tóc ở hàng bên trên nhé ta đẩy cái sợi tóc ra phía ngoài thì chân móc sẽ là cái chân móc ở phía trước của cái sợi tóc này nè móc vào đây hai mũi móc đơn mỗi sợi tóc cách nhau là một mũi móc cho nên chân này tạo ra mình một sợi tóc kết thúc sợi tóc cũng đâm kim vào cái đường nằm bên ngoài của cái chân móc ta vừa móc đó móc một mũi dời sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết ha khi móc đến chân cuối cùng thì ta cũng tạo một sợi tóc ở chân cuối cùng nè sau đó di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên mà ta móc ở vòng thứ hai này móc vào một mũi dời để mình kết thúc vòng Móc lên hai mũi móc xích Ta có được những cái sợi tóc xen kẽ và xoắn lại như thế này Và cũng tăng được cái độ rộng cho cái phần thân nón Vòng móc kế tiếp, vòng móc thứ ba mình móc mũi kép đơn Và mũi kép đơn thì cũng tương tự như mũi móc đơn ha Vòng này mình móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc Thì các bạn cũng móc cho mình 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc Ta có thể dùng kim đánh dấu, đánh dấu vào mũi đầu tiên của vòng này trước Đối với những bạn nào mà không có để ý được mũi móc ha Đánh dấu như vậy để mình có thể xác định được mũi đầu tiên nè Tiếp tục là mũi kép đơn thứ hai vào cùng chân móc Do mỗi sợi tóc nó cách nhau là một chân móc cho nên ở cái chân thứ hai này móc cho mình lên một sợi tóc Độ dài của sợi tóc thì cũng tương tự như những sợi tóc ở bên trên Và kết thúc thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào đường nằm bên ngoài của cái chân kép đơn đó Móc một mũi dời tiếp tục chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì các bạn để ý cho mình nè, để dễ phân biệt nhất thì để ý cho mình ở một sợi tóc, phía sau nó sẽ là một chân móc và phía trước nó cũng là một chân móc. Đây ha, thì phía sau nó móc cho mình hai mũi kép đơn nè. Khi mà mình móc ghép những cái sợi tóc này vào trong mũi móc á, việc khó nhất là mình xác định cái chân móc để mình đâm kim vào ha. Còn công thức mình đã nắm rõ ở ban đầu rồi nè cứ mỗi sợi tóc nó sẽ cách nhau là một mũi móc còn công thức thì cứ theo công thức của cái chóp này mà mình đi xuống thôi ha nó sẽ giúp cho cái phần chóp này nó có cái độ bè ra và ôm sát với cái phần đỉnh đầu hơn nè móc cho mình tương tự cho đến hết vòng cứ cách một chân móc thì mình sẽ tạo một sợi tóc kết thúc sợi tóc đâm kim vào đường nằm bên ngoài của chân móc mà mình vừa móc sợi tóc ở những cái sợi tóc của hàng bên trên thì ở phía trước nó sẽ là một chân móc và phía sau nó sẽ là một chân móc ha cứ đẩy cho mình cái sợi tóc này qua một bên sau đó mình sẽ lấy cái chân móc ở phía trước của sợi tóc này nè đó là cái chân móc của nó nè để các bạn không có bị lầm mũi nha một kép đơn nè mũi kép đơn thứ hai kép đơn thứ hai thì móc cho mình một sợi tóc sau đó tương tự cho mình cho đến hết vòng khi móc cứ đẩy cho mình sợi tóc của hàng bên trên ra phía ngoài để những cái sợi tóc của mình nó sẽ nằm ở mặt ngoài của thân nón nha Và ta cứ móc xen kẽ tương tự thêm nhiều vòng móc nữa. Công thức móc thì giống như cái phần chóp này ha. Móc cho đến khi mình gặp cái phần thân nón lại và mình dùng thước dây để đo xác định được size. Để không có bị lầm mũi thì chân cuối cùng lúc nào cũng là chân mà mình tạo sợi tóc ha. Kết thúc thì tháo kim đánh dấu ra, móc vào chân đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Những cái sợi tóc của mình nó sẽ đang xen kẽ lẫn nhau nè. Và cái độ dày này nó sẽ tăng dần khi mà mình tăng thêm nhiều vòng móc nha. Lên hai xích nè. Vòng kế tiếp sẽ có công thức một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc thì các bạn cũng làm tương tự cho mình ở thân nón có sợi tóc nè. Ta có một kép đơn vào chân đầu tiên. Chân thứ hai sẽ là hai kép đơn cùng chân móc ha. Sẽ được đâm kim vào cái chân nằm ở phía sau của cái sợi tóc ở bên trên nè. Móc vào hai kép đơn cùng chân móc. Do mỗi sợi tóc cách nhau là một chân móc nên ở đây các bạn móc cho mình lên một sợi tóc ở đây trước. Kết thúc sợi tóc này, đâm kim vào cái đường phía ngoài của chân vừa móc. Tiếp tục là mũi kép đơn thứ hai vào cùng một chân móc. Thì như vậy là mình sẽ có cụm móc một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc ha. Và sợi tóc nó được nằm ở cái chân móc thứ hai nè. Móc tương tự cho mình cái công thức này cho đến cuối vòng ha. Thì cái chân móc kế tiếp sẽ nằm ở phía trước của cái sợi tóc ở hàng bên trên nè, đẩy sợi tóc. Là cái chân móc nằm ở phía trước này ha móc cho mình một kép đơn sau đó sẽ là hai kép đơn cùng chân móc và cái chân móc kế tiếp nhưng do ở đây các bạn để ý cho mình nè cái chân mà mình vừa móc nó có cách một cái chân ở đây nữa thì lúc này các bạn sẽ tạo cho mình một sợi tóc ở đây kết thúc sợi tóc ha ta có một kép đơn vào chân kế bên rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai kép đơn cùng chân móc nè. Thì sợi tóc của mình nó sẽ có một chân ở phía trước và một chân ở phía sau ha. Cứ móc cho mình lần lượt tương tự là được. Hai kép đơn cùng chân móc nè. Như vậy là ta sẽ có được cửa móc thứ hai. Thì lúc này sợi tóc của mình nó nằm ở cái chân đầu tiên ha. Các bạn cứ làm xen kẽ tương tự như vậy cho mình cho đến khi mình đạt được cái vòng tròn bằng với cái vòng đầu mà các bạn cứ móc là được. Có 3 điểm cần lưu ý nè điểm thứ nhất đó là mỗi sợi tóc nó sẽ cách nhau là một chân móc điểm thứ hai các bạn sẽ móc cho mình theo công thức của cái chóp mà mình tạo ở bên trên tức là mình sẽ tăng cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân lên từng mũi cho mỗi hàng ha và điểm thứ ba cần lưu ý ở mỗi sợi tóc sẽ có hai chân móc một chân ở phía trước và một chân ở phía sau cứ dựa vào đó mà móc cho mình ha tăng cho mình cho đến khi mình đạt được cái vòng tròn bằng với vòng đầu của sai các bạn cần móc nè để xác định được kích thước thân nón các bạn đang móc là bao nhiêu, có 3 cách để xác định. Cách đầu tiên, các bạn lật cho mình cái mặt trong của phần thân nón ra. Sau đó lấy thước dây, đo cho mình cái mép ngoài cùng của cái hàng kép đơn cuối cùng á. Chọn cho mình một điểm làm trụ. Sau đó sử dụng thước dây và mình sẽ đưa cái thước dây nó quấn quanh cái vòng tròn đó. Số đo mà mình đo được sẽ là kích thước của cái vòng này ha. Cách thứ hai gặp đôi phần thân nón lại, đo ở cái đường vòng cung ngoài cùng sau đó nhân đôi lên. Và cách thứ ba là cách đơn giản nhất, xác định cho mình đường kính của vòng tròn mà mình đang móc, sau đó nhân cho 3,14, ta sẽ ra được kích thước của cái vòng cuối cùng ha. Khi móc thì chỉ cần nhớ cho mình ba cái điểm mà mình nói ban đầu, ta có thể tạo ra được một cái thân nón như thế này. Và khi mình đã tăng mũi cho đến khi đạt được số đo vòng đầu rồi, các hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa, cứ móc đều, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và cứ cách mỗi chân móc nó sẽ là một sợi tóc ha. Và điểm lưu ý thứ tư khi các bạn móc cho mình các cái hàng không tăng mũi á, để cho các cái sợi tóc của mình nó nằm so le xen kẽ với nhau á, các bạn sẽ móc cho mình xen kẽ, một hàng mình sẽ móc một kép đơn sau đó là một kép đơn tạo sợi tóc. Hàng kế tiếp sẽ là một kép đơn tạo sợi tóc, sau đó là một kép đơn. Cứ xen kẽ như vậy để cho các cái sợi tóc của mình nó nằm so le với nhau ha. Móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi ta gặp đôi phần thân nón lại. Chiều cao từ đỉnh nón đến hàng mà mình móc cuối cùng bằng với chiều cao từ đỉnh đầu đến mang tay hoặc những bạn nào thích che tay có thể móc cho mình qua tay cũng được ha. Thì số đo này mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhắc vào phần mô tả để tham khảo. Khi móc hoàn tất được thân nón thì những sợi tóc của mình nó sẽ nằm so le xen kẽ lẫn nhau nè. Ba độ dài của sợi tóc tùy vào sở thích cũng như là size đầu mà các bạn tăng giảm size cho cái sợi tóc này ha. Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size hoặc là phối màu tùy thích, nó có thể phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Khi móc có điểm nào không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn thành công!